Mến chào các bạn yêu thích bóng đá, trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số giải vô địch các quốc gia châu Âu Nations League 2021 giữa đội tuyển Italia với tuyển Tây Ban Nha vào lúc 1 giờ 45 rạng sáng ngày 7 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Làm khách tới Ý trong lượt trận sắp tới, Tây Ban Nha sẽ có màn tái đấu đối thủ sau khi nhận thất bại ở Euro 2020 và đây được coi là cơ hội để Luis Enrique đòi lại món nợ đã vay cách đây chỉ mấy tháng. Bước vào trận đấu này, Derby Italia đang có sự tự tin lớn khi họ đang là những nhà đương kim vô địch châu Âu sau khi lên ngôi ở kỳ Euro vừa rồi. Bên cạnh đó, đoàn quân áo thiên thanh cũng đang có phong độ cực tốt khi chiến thắng 5 sao trước Lituania gần nhất đã nối dài mạch trận của đội bóng này lên con số 37. Lần gần nhất mà Azzurri thua trận là thất bại trước Bồ Đào Nha năm 2018 ở UEFA Nations League, theo báo bóng đá. Tiếp đón Tây Ban Nha ở vòng bán kết tới đây, dù đang có phong độ tốt tuy nhiên Italia chắc chắn sẽ không thể những khó khăn. Nên nhớ rằng, ở lần gần nhất mà hai đội chạm trán nhau tại Euro, Azzurri đã phải rất vất vả và họ chỉ đi tiếp khi hai đội phải bước vào loạt luân như may rủi. Ở phía bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha đang cho thấy họ đang đi đúng đường sau thời kỳ hoàng kim với những Xavi, Iniesta trong đội hình. Theo kết quả bóng đá, phong độ gần đây của La Roja cũng là tương đối tốt khi họ đang có hai chiến thắng liên tiếp gần nhất. Ở vòng loại World Cup, đội bóng này cũng đang là những người dẫn đầu bảng B với 13 điểm sau 6 lượt trận. Trận đấu này được dự báo sẽ là rất khó khăn đối với thầy trò Luis Enrique khi Italia đang có được sự hưng phấn. Nhưng không bởi vì thế mà Tây Ban Nha không có cửa thắng ở trận đấu này. Ngược lại, họ lại đang tỏ ra cực kỳ quyết tâm để trả món nợ đã vay ở kỳ Euro vừa rồi. Soi kèo tỷ lệ nhà cái châu Á, chọn cửa dưới Tây Ban Nha. Trận gần nhất Ý chấp Lithuania 3.25 bàn thắng kèo. Trận gần nhất Tây Ban Nha chấp Kosovo 1.75 bàn thắng kèo. Dù đang có rất nhiều lợi thế ở trận đấu này, tuy nhiên lựa chọn Italia sẽ không phải an toàn khi họ đã không thắng ở 4 trong 5 lần mở kèo gần nhất. Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha lại đang là điểm đến đáng tin cậy hơn khi họ đã thắng 3 phần 5 lần mở kèo gần đây nhất của mình. Tỷ lệ thắng kèo là 60%, trận đấu tới nên đặt cửa Tây Ban Nha 1/4. Soi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu, chọn xỉu. Tính chất quan trọng của trận đấu này sẽ không cho phép hai đội chơi mạo hiểm ngay từ đầu. Bên cạnh đó, cả Ý và Tây Ban Nha đang cùng sở hữu hàng thủ tương đối chắc chắn khi họ đều chỉ để thua 3 bàn sau 5 trận gần nhất. Theo đó, đội ngũ chuyên gia tài xỉu của nhận định bóng đá, trận đấu tới nhiều khả năng sẽ đổ xỉu 2.25. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu, Tây Ban Nha thắng. Với những gì mà hai đội đang thể hiện, sẽ không có điều gì là chắc chắn. Đây là một cặp đối đầu đầy duyên nợ trong quá khứ và thành tích đối đầu của họ cũng đang là rất cân bằng. Cụ thể ở 18 lần chạm trán nhau trong quá khứ, mỗi đội đều đã giành được 6 chiến thắng, còn lại là 6 trận hòa. Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia, Tây Ban Nha có thể sẽ giành một chiến thắng tối thiểu ở trận đấu tới. Các chuyên gia bóng đá dự đoán Tây Ban Nha thắng 1-0 trong 90 phút thi đấu.